Xin chào cả nhà, hôm nay nhà mình tỉa bớt cây trong vườn. Cây bụi cây này nó cao quá cho nên là mình nhờ anh đi cắt bớt đi. Cắt bằng cái máy này nó cũng không có ồn. Năm nay cứ mưa tầm tã, hôm nay được bữa nắng nè. Mưa dầm mưa về luôn, mưa mà tới nỗi mà đất mọc rêu luôn. Dạ. Hai. Hai. Cái cây hoa này là hôm trước nó nở hoa màu trắng, nhìn hoa thì cũng đẹp lắm. Nhưng mà khi mà nó nở to ra, mình thấy cái hoa nó có cái mùi khai khai. Cái bụi cây nó cũng nó cao cho nên là những cái phấn hoa nó cũng rụng đầy trên cái máng xối á. Hello. Cái cây hoa hồng hôm trước mình cắt trụi rồi đó, hôm nay bắt đầu nó đang ra nhánh mới. Cái kéo này á chạy bằng pin và nó được cái là nó dài, cái cán nó dài á nên là mình có thể cắt những cái cành trên cao. Cây này á, nó dễ mọc lắm, nó rụng hạt mà mình thấy là nó mọc lung tung trong vườn luôn. Nên là mình cứ thấy cây nào lên là mình phải cắt ngay đi. Nặng xa ra là cứ ra vườn nằm thôi. Chân xa ra này lông mọc trở lại nè. Hôm trước là bị cạo trụi lủi khi mà phẫu thuật cái chân này đó. Anh đi dùng cưa máy để cắt cái cây cherry chua, nó tự nó mọc lẫn với lại cái bụi hoa này. Cherry chua nó cũng dễ lên cho nên là ở trong vườn nhà mình thì trước đây chỉ có mấy cây thôi, nhưng mà hạt nó cứ rụng mỗi năm xong rồi nó lại lên cây mới. Mình cũng cắt đi khá nhiều rồi á, nhưng mà nó cứ mọc lung tung. Trước thì mình vẫn muốn để nhiều cây để cho nó có bóng mát, với lại bóng mát vào mùa hè, với lại cái không khí nó trong lành hơn á. Nhưng mà bây giờ nó mọc nhiều quá, nó tùm như là một khu rừng vậy đó. Cho nên là có một cái con cáo á, nó cứ vào trong cái khu vườn mình á, mỗi tối là nó lại vào vườn, nó đi vòng vòng vòng, không biết là nó tìm đồ ăn hay là nó thấy tùm, cho nên là nó cứ đến á. Nên là bây giờ mình cắt bỏ bớt đi cho nó bớt tùm. Bây giờ anh đi cưa bỏ bớt những cái cây cherry ở chỗ này. Thì ở đây cũng là một cái vườn hoa hồng á, nên là mình sẽ dùng cái kéo dài đó, mình đỡ cái ngọn để cho nó không có ngã xuống, nó không có làm gãy hết hoa hồng. Có nhiều bạn hỏi mình là sao bóng đá đang diễn ra ở Đức mà gia đình mình không đi xem bóng đá, rồi tại sao mình không quay về những cái trận bóng đá và không khí bóng đá ở Đức á. Nhưng mà mua vé rất khó. Kevin canh vé từ đầu mùa tới bây giờ mà từ đầu năm tới bây giờ nhưng mà không có mua được vé nào hết, nên là không có đi xem. Trước đây thì mình cứ nghĩ là thích đi xem bóng đá thì chỉ cần mua vé xong là vào xem thôi. Nhưng bây giờ thì mình mới biết là thật sự không có dễ dàng để mua được cái vé vào sân vận động. Như mỗi lần mà Kevin xem bóng đá thì Kevin phải canh vé và rất khó mua. Hoặc là nếu như mà mình muốn thì mình có thể đến trước sân vận động á, thì mình mua vé gọi là vé chợ đen á, giống như là những người ta có vé xong rồi người ta đứng người ta bán ở trước sân vận động á, thì cái giá của nó sẽ cao gấp 3, gấp 4 lần khi mà mình mua được vé trực tiếp. Và khi mà mua vé chợ đen á, thì là mình cũng không chắc chắn nha. Tại vì người ta bán xong là người ta sẽ rời cái chỗ đó đi, và mình mới vào cổng thì lỡ mà cái vé đó mà vé giả hay là vé đã sử dụng rồi á, thì là coi như là mình sẽ mất cái số tiền đó. Như lần trước á, khi mà nhà mình đến thành phố Dortmund để xem bóng đá, thì lúc đó là Kevin chỉ mua được 2 vé thôi. Kevin canh mua được 2 vé.
Nhưng mà nhà mình đi cùng, tại vì nghĩ là đến sân vận động á, thì nếu như mà có vé ở trước sân vận động á, thì mình với anh đi sẽ vào xem cùng. Nhưng mà khi mà đến trước sân vận động á, thì người ta bán cái giá vé cao quá, cho nên là anh đi nói thôi, vậy thôi mình không xem, để mình Kevin với Joe vào xem thôi. Thế là tụi mình đi dạo ở trong thành phố Dortmund á, xong rồi ăn tối rồi chờ đến giờ để đón Kevin với Joe về thôi. Những cây cherry này nó lớn nhanh á, và cái thân nó cũng to, cho nên là phải cắt bằng cưa máy. Còn cây nào mà nhỏ nhỏ đó thì mình có thể dùng cái kéo mình cắt được. Ở dưới gốc cây á, nhìn tùm, nhưng mà đây không phải là cỏ mà là các loại hoa. Hoa sẽ nở vào khoảng tháng 7. Trước anh đi mua cái cưa máy này bởi vì trước đây là nhà mình hay đi mua củi để sưởi ấm á, cho nên là anh đi mua hình như là 2 hay 3 cái cưa máy gì đó. Anh đi cưa bỏ nhiều cây rồi nhưng mà vẫn còn rất tùm luôn nè. Nào để ốc. Mình để lại một hàng cherry chua ở ngoài cùng, nhưng mà cắt bớt ngọn để cho nó không có quá cao. Những cái cành nhỏ và thẳng thì mình sẽ cắt xong rồi mình tước hết lá, mình để dành để mình làm hàng rào trồng cây. Mình đã cưa xong mấy cây cherry chua, Joe sẽ cắt gọn lại, xong rồi Kevin sẽ gom lá bỏ qua một bên. Joe thì thích nghịch với lại máy móc như vậy đó. Mình cắt, mình để hết những cái khúc cây lớn để xem là làm gì, hay là anh đi cưa ngắn ra để làm củi. Còn những cái nhánh mà thẳng mà nhỏ nhỏ đó thì mình sẽ dùng để cho bầu với su su nó leo, dưa leo á. Khi mà mình trồng nó còn nhỏ nhỏ đó thì mình sẽ cắm những cái cây để cho nó leo. Siehst du, wie viele haben wir weggeschnitten? Ja. Ganze Bäume da, weil die so viel wachsen. Ja. Ich habe mit der Schere gehoben oben und Papa mit Motorsäge, dass der nicht umgibt. Aber die Schere, die schneidet schon gut, gell? Cái kéo điện này, cái lưỡi dao của nó bén, cắt nó ngọt xớt. Genau, und der kleine da oben auch. Der ist schon okay.
Mình gom gọn cành nhỏ với lá lại một chỗ, xong rồi sẽ băm nhỏ ra để mình làm đất trồng cây. Giờ thì nhà mình cũng làm vườn xong rồi, mình cũng xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye cả nhà, và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.